Chào các bạn nhé. Đây là một chiếc đồng hồ điện tử có cái mã là DT9205A này. Có một cái bác ở tận trong Nghệ An. Bác gửi cho mình và để mình sửa cho bác ấy. Các bạn ạ, với cái lỗi này này. Đo không được, nhảy số loạn lúng tung nhá. Thì đến tay mình ấy thì là mình bật cái thang đo thông mạch ấy thì là nó ok. Nhưng bật thang đo này thì nó báo pin yếu, báo pin yếu, nhưng riêng cái thang này không có pin yếu nhá. Thì đây là cái đoạn mà mình đã sửa nó ok cho bác đấy rồi. Thì bạn nào muốn tham khảo thì có thể tham khảo ở đoạn sau nhé. Cái đồng hồ DT9202 này nó có nhiều mẫu mã, nhiều model các thứ lắm. Giá của nó thì dưới 100.000 cũng có, mà gần 200.000 nó cũng có mọi người ạ. Nhưng cái mẫu này thì mình cũng không biết là bác ấy mua bao nhiêu tiền. Chắc là rẻ rồi, chắc là hơn 100.000 đây. Thì mình đo này. Thông mạch đã kêu được rồi này. Vừa nay thông mạch này nó còn chết đứt cả loa, chả có loa đấy. Và mình đo để thang đo 2K để mình đo một con điện trở 1K nhé. Thì nó đã ok này, vừa nãy nó đo 1K đo được có khi mà xử lý xong ấy, không báo pin yếu nữa ấy, thì đo 1K chỉ được có 510 ohm thôi, tức là giảm một nửa. 220 ohm thì đo thì chỉ được có 120 mấy ohm này. Thì bây giờ nó đã chuẩn rồi này. Đấy, 220 ohm đo được 200 đo được 212 này. Còn 100K thì mình sẽ để thang đo được cao nhất là 200K này. Thì mình đo này. Nó được 98, như vậy là cũng ok. 820K thì mình để thang đo cao nhất là 2 mê này. Đấy, 820, 810 nhá. Rồi đo đến áp xoay chiều 220 thì mình để ở thang đo cao nhất là 750 này. Thì nó đo cũng ok nhá. Đó, 210. Rồi đo đến áp một chiều, mình đang đo cái vừa nãy mình dùng cấp nguồn mình thử mà. Mình dùng cái đồng hồ dùng cái cấp nguồn mình đang chỉnh ra là 9,2V. Thì mình đo thử này. Đó, cũng ok ghê nhá mọi người nhá. Đó, bạn nào muốn tham khảo thì có thể tham khảo sau nhá. Đang cấp bằng bộ cấp nguồn 9,2 ra, chỉnh ra 9,2V mà nó cũng suốt ngày nó báo pin yếu. Thì mình có nhìn qua này. Chả nhẽ này không sửa cho bác đấy, thôi thử xem có sửa được không. Nhìn qua thì thấy con này đã tháo, tức là bác ấy đã tháo ra bác động, chạm một số chỗ rồi. Các bạn ạ, nó có một con IC LM358 này, một con LM324 này. Thì mình nó là mấy cái cổng khuếch đại để nó thực hiện thực thi thì mình cũng chẳng rõ. Nhưng mà đôi khi nó chết nó bị thì phải thay thử. Thì con này mình có sẵn, nhưng mình có nhìn này. Mình có nhìn nhé. Mình có nhìn là đó là cái đồ vớ vẩn, đồ rẻ tiền mà. Cái đoạn từ đây đến đây đang đứt. Rất nhiều vết xiển này, nhưng cái đoạn này đã đứt rồi. Đứt cái đoạn mạch này thì cũng có thể nó xảy ra lỗi nhá, mọi người nhá. Đoạn mạch này không biết để làm gì, nhưng bây giờ mình sẽ cạo ra mình câu thử. Chúng ta cứ nhìn cái xỉn xỉn này này, và cái đoạn này nó đã mất đứt hẳn rồi. Nó đứt hẳn ra rồi mọi người ạ. Đó, đây mình thử câu thử cho nó có được không. Mỗi chỗ đấy bị đứt thôi, những chỗ khác không bị. Chỗ này đang xìn này. Đó, ghim điện lại thử xem nó có báo lỗi này, báo hết yếu pin nữa không à. Đó, hết báo lỗi pin yếu luôn nhá mọi người nhá. Có khả năng là do nó thôi nhá. Đây là võ sửa bằng mắt cho bác này. Thực tế nhà như này này, khi mà chúng ta nhìn kỹ ấy, thì chúng ta chỉ thấy nó có xỉn xỉn này thôi, nó sẽ xỉn 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 này thôi này. Trong quá trình môi trường ẩm thấp rồi cái chất lượng mà in không tốt ấy, nó đã bị
oxy hóa và sạch đi. Có thể bác ấy đã lau, nó đã đi mất rồi mọi người nhé. Con này cũng xỉn, tí nữa mình cũng hàn lại, mình cũng hàn lại đấy, như cái con này đây này. Đó, lắp hoàn thiện xem thế nào. Con này cũng đang xỉn này. Còn để mà hiểu được cái sơ đồ của nó chạy như nào thì mình bó tay chấm com nhá các bạn nhá, chỉ có cái anh sản xuất anh ấy biết được thôi. À, một chiếc đồng hồ rẻ tiền của Trung Quốc mà tích hợp quá nhiều. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện. À, lắp kiểu gì cái phần này mình cũng tra một ít dầu nhớt để tăng cái độ bền khi vặn mài. Đây, sau khi hàn và lắp lại này, on này, đo thông mạch thì về không ok, nhưng mà chuyển trạng thái loa thì tịt, loa không kêu. Đo điện trở dưới 200 ohm, đo điện trở dưới 2k thì mình để thang đo dưới 2k, mình đo con điện trở 1k này thì nó chả đo được. Ở đây như thế này mới đo được đó, nó về không hết, nó về không hết các bạn ạ. Nhưng mà đo điện áp xoay chiều thế nào, đo điện áp xoay chiều mình đo 220 nên mình để ở 750 cao nhất nhá. Thì nó hiển thị ok này, là 214 đang đo được là 210 đấy, như vậy là cũng tạm được nhé. Như vậy là cái thang đo điện trở đang có sự cố, và mình có cái con này mà bác ấy đã tháo ra này, như là con tụ hay con điện trở nhiệt đấy, thì mình có hàn lại thì nó đo được nhưng mà không chuẩn xác các bạn ạ. Cái đồ này thì hình như đấy nha, mình hàn con đấy lại nhá, thì mình đo thang đo điện trở này. Thì mình để đo thử con 1K này thì nó là 519 ohm, chắc thế chả đúng các bạn ạ. Còn 220 ohm này thì là thành 141 ohm, như vậy là sai số nhiều lắm. Và đo thử con 100K này thì mình để thang đo cao nhất là 200K nhé, thì nó lên là 1,7 mấy kìa, chắc là một chả rõ luôn. Mình không dùng cái đồng hồ này, giờ kiểm tra lốt xem có điện trở nào lỗi không. Như vậy là ban không đo được cái gì là do bị đứt cái đường mạch đấy nhá. Loa đo thông mạch mà không kêu ấy là cái dây dương của loa này nó đi tới đây này. Cái dây dương của loa đây tới đây, nó đi vòng vòng đi tới đây và nó đi vào trong mạch thì cái đoạn này cũng đứt. Do đó mình đã đấu lối nó lại. Mọi người nhá, mình cũng để nguyên vì nó rất là nhỏ nên mình hàn mình không rửa đâu, để nguyên như thế không thì nó lại hỏng mất. Còn con LTC, đây là con LTC nhá, thì tháo nó ra, tháo kênh nó ra là đo không có chỉ số gì cả. Và mình có kiểm tra thì nó sai số, con 1K thì đo được còn có còn con một lửa đấy, còn có 500 ohm đấy. Rồi là con 220 ohm thì đo được, chỉ còn có 110 ohm, 112 ohm ấy. Thì mình có kiểm tra mấy cái dãy điện trở này. Thì nó không sao cả, đây là dãy phân áp để đo các thang đo đấy. Thì có hai con này đo trên hai con, những con khác đo trên mạch đúng chỉ số luôn, mình dùng đồng hồ số mình đo ấy. Còn hai con đo sai chỉ số nên là phải tháo ra đo thì nó vẫn chuẩn, lại lắp lại. Nên là cuối cùng đo sai số ấy là mình chả hiểu, mình kiểm tra điện trở không sao, mình kênh bỏ con tràn đi. Còn nó ghi chữ đã biết nó ghi như 1Q1 hay con gì này, mình kênh con tràn đo là bởi vì mình thấy cái đường của con LTC đi vào nó. Mình kênh nó đi thì đo nó chuẩn các bạn ạ. Thì mình cũng chả thèm dò nó là để ý nó là cái gì nữa. Tóm lại là mình có kiểm tra điện trở thì không thấy nó lỗi. Thế nào nó đi vào cái con đấy, mình kênh thử, mình định đo, mình kênh thử thấy nó có chỉ số chuẩn thì thôi, mình cứ kệ nó luôn, mình cũng chả thèm thay nữa. Cái đồ vớ vẩn này, sửa cho bác ấy tận dụng mà. Bây giờ mình sẽ lắp cho chúng ta tham khảo này. Đúng là cái đồ buồn cười. Lần đầu tiên mình tháo cái này đấy, mình thấy trên mạng bán cái này nó rẻ mà mọi người, nhưng mà còn những cái người không chuyên ấy, thì họ không chuyên sửa chữa thì họ cũng chỉ đầu tư những cái bé bé này thôi để họ đo linh tinh vớ vẩn thôi các bạn ạ. Nhìn nó đồng hồ điện tử, nhìn màn hình đẹp nét còn hơn cả cái đồng hồ Victor này của mình luôn.
Nhưng mà đúng là công nghệ Trung Quốc ác thật. Đó, bây giờ mình sẽ cấp pin nhá. Bây giờ dùng chính pin này đi, không dùng bộ cấp nguồn nữa. Đó, nó lên nhá. Đo thông mạch đây này, vừa nãy là đo nó không kêu ấy. Dây đen này, dây đỏ này, màn hình nó còn nét hơn cả cái màn hình Victor này của mình. Đây này các bạn này, màn hình của mình nó còn mờ hơn này, kính nó lâu năm nó mờ. Thì đo thông mạch đây, đấy kêu ok nhá, nó đứt dây rồi. Còn đo ở 200 này thì mình không đo được con 220 đâu, mình đo con 21K, mình để thang đo 2K nhá, nó có hai dấu chấm này, thì mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này. Vừa nãy đo được có 500 mấy ohm ấy, thì bây giờ nó là 982, tức là 1K đấy các bạn nhá, 982 ohm tức là 1K nhá, như vậy nó ok nhá. Mình đang kênh bỏ con R đi đấy, à con chan to đi đấy, mình chả biết nó có tác dụng gì, nhưng mà nó trên cái đường phân áp của điện trở ấy. Còn đây là con 220 ohm này, thì đo được 212 thì cũng là ok nhá. Còn tiếp theo ấy, vừa nãy mình lấy con trở 100K, thì đo điện trở 100K thì mình phải để thang đo cao nhất là 200K nhá, chứ chúng ta để thang đo 20K này thì chỉ đo những con điện trở dưới 20K thôi là sẽ không đo được này các bạn, thấy không? Nhưng mà mình sẽ để thang đo 200K thì đo điện trở dưới 100K mà. Đấy, đo này, chỉ số này chúng ta phải biết đọc nhá. Đấy, 98. Có cái video này mình up lên này, nhiều bạn theo dõi đôi khi lại chết những con linh kiện như thế này, các bạn sẽ biết sửa nhá. Còn con đo con này là con 820K thì mình phải để thang đo 20, cao nhất là 20 nhá. Thì mình đo thử này. Đấy, 810. Như vậy là ok, đẹp ghê của mọi người nhá. Còn để đo điện áp tiếp này. Đo lại điện áp này. Đấy, 215 thì đo được 210, như vậy là ok nhá. Rồi tiếp theo đo cái một thang đo điện áp một chiều. Thì cái đồng hồ của mình vừa đang chỉnh ra để thang đo một chiều, đang đo 9V thì mình để cao nhất là 20V nhá. Thì mình đo này, mình đang đo chỉnh ra là 9,2, bây giờ nó đo là 9,19, như vậy là quá là đẹp nhá mọi người nhá, bất chuẩn kinh khủng. Ôi, lắp hoàn thiện và giả bác ấy, một chiếc đồng hồ tên như này, DT9202A này, rất là rẻ hay sao ấy, mình cũng chưa soi, nhưng mà hình như nó có mấy chục nghìn hay hơn trăm một chút hay sao ấy các bạn ạ. Mình đã sửa cho bác ấy nhá. Đây này mọi người này, ba cái gửi này. Tôi có cái đồng hồ điện tử đo không được, nhảy số lung tung, nhờ chú xem hộ. Còn vấn đề chi phí chú cứ yên tâm. Thì mình sửa cái này mình cũng có thời gian này mình sẽ đi gửi trả lại cho người ta thôi. Còn đâu người ta nhận được, người ta kiểm tra, người ta thấy ok thì có người thì họ sẽ làm cho mình cái thẻ điện thoại thế là hết. Các bạn ạ, mình cũng chả tính tiền là bao nhiêu cả. Có người thì chả làm cái gì thì mình cũng chấp nhận. Có một số người như thế đấy các bạn ạ. Mình gửi trả nhưng mà chả biết họ nhận được chưa hay thế nào, nhưng chả thấy họ phản hồi chút nào lại cả mọi người ạ. Thôi mình lắp nó lại đã nhá. Đây là cái quả pin của bác ấy, nó còn có 6V thôi, nên mình cũng thay luôn cho bác ấy quả pin khác mọi người ạ. Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Còn kết quả sau khi lắp xong thì ở đoạn đầu video mọi người đã xem rồi nhá. Chào các bạn.